Nam diễn viên Matthew Perry trong loạt phim truyền hình ăn khách Friends mới đây tiết lộ anh đã dành hơn 10 năm cuộc đời mình để cai nghiện, tái nghiện và rồi lại cai nghiện. Trong buổi phỏng vấn với The New York Times, diễn viên Matthew Perry đã tiết lộ khoản tiền khổng lồ mà anh phải dành cho việc cai nghiện của mình. Trong đó, nam diễn viên chia sẻ anh đã có hơn 10 năm liên tục tái nghiện vô cùng khó khăn kể từ khi trở thành ngôi sao của sitcom huyền thoại Friends. Anh cho biết đã tiêu tốn khoảng 9 triệu đô la Mỹ để giữ mình tỉnh táo và tính tới thời điểm hiện tại thì Matthew Perry đã hoàn toàn cai nghiện được 18 tháng. Trong khoảng thời gian này, nam diễn viên 53 tuổi đã viết một cuốn hồi ký mang tên Friends, Lover and the Big Trouble Thing để kể về hành trình đối mặt với các loại chất kích thích của mình. Cũng trong quyển hồi ký này, nam diễn viên sẽ chia sẻ về cách mà những đồng nghiệp của anh, các diễn viên trong series truyền hình Friends đã ủng hộ và động viên anh vượt qua chính mình như thế nào. Nữ diễn viên Angelina Jolie vừa qua xác nhận cô sẽ đóng vai chính trong bộ phim tiếp theo của đạo diễn Pablo Larraín, một bộ phim tiểu sử về ca sĩ opera nổi tiếng Maria Callas. Với tựa đề Maria, theo giới thiệu, bộ phim sẽ kể về câu chuyện đầy biến động, đẹp đẽ và bi thảm về cuộc đời của nữ ca sĩ opera vĩ đại nhất thế giới, Maria Callas, do minh tinh Angelina Jolie thủ vai. Được sống lại và tưởng tượng lại trong những ngày cuối cùng của cô ở Paris, những năm 1970. Bộ phim được viết kịch bản bởi Steven Knight, người đã từng viết kịch bản cho các phim Spencer, Peaky Blinders, Eastern Promise. Maria Callas là ca sĩ người Hy Lạp gốc Mỹ và là một trong những ca sĩ opera nổi tiếng nhất thế kỷ 20. Cô sinh ra ở Manhattan và được đào tạo opera ở Hy Lạp khi mới 13 tuổi và sau đó chuyển đến Ý để lập nghiệp. Trong suốt nhiều năm, cô phải đối mặt với chứng cận thị khiến cô gần như mù lòa và cũng mang nhiều tai tiếng trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Hai bộ phim tiểu sử trước đó của Larraín, Spencer với sự tham gia của Kristen Stewart trong vai công nương Diana và Jackie với Natalie Portman trong vai Kennedy Onassis đều giành được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Ban tổ chức lễ hội âm nhạc thường niên BST Hyde Park đã chính thức công bố dàn nghệ sĩ tham gia trong năm nay. Theo đó, thì những người hâm mộ K-pop đã vô cùng phấn khích khi nhìn thấy cái tên của Blackpink xuất hiện trong dàn nghệ sĩ trình diễn năm nay. BST Hyde Park là một sự kiện âm nhạc lớn của London và luôn được công chúng đón chờ. Chính vì vậy, việc được mời tham gia lễ hội âm nhạc này cũng có thể coi là một vinh dự lớn đối với bốn cô gái nhà YG Entertainment. Đáng chú ý là Blackpink cũng chính thức trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên có mặt trên sân khấu của BST Hyde Park. Ở thời điểm hiện tại thì Blackpink đang vô cùng bận rộn với tour diễn vòng quanh thế giới và gặp gỡ với người hâm mộ sau gần 2 năm vắng bóng trên thị trường âm nhạc. Tuy vậy, Blackpink vẫn cố gắng sắp xếp lịch trình phù hợp để có thể tham gia lễ hội âm nhạc hoành tráng tại London này vào năm sau. Ngoài Blackpink, lễ hội âm nhạc còn có sự xuất hiện của rất nhiều những ngôi sao nổi tiếng thế giới như là E Street Band, Billy Joel and Pink. Và theo lịch trình mà ban tổ chức vừa đưa ra thì Blackpink sẽ biểu diễn vào ngày 2 tháng 7 năm 2023. Đây cũng là màn chào sân tại lễ hội âm nhạc nước Anh đầu tiên của nhóm nhạc này. Với 26,8 triệu đô la Mỹ thu về trong ngày mở màn, bom tấn Black Adam nhiều khả năng đánh bại Ticket to Paradise trong bảng xếp hạng mới nhất về doanh thu phòng vé Mỹ. Được chiếu tại 4.402 địa điểm ở Bắc Mỹ, bộ phim mới nhất của Dwayne Johnson đã cán mốc 26,8 triệu đô la Mỹ trong ngày mở màn, bao gồm 7,6 triệu đô la trong ngày xem trước hôm 20 tháng 10. Black Adam được dự đoán thu về 62,2 triệu đô la Mỹ trong tuần đầu công chiếu, vượt trội so với kết quả 16 triệu đô la Mỹ của Ticket to Paradise do Universal phát hành. Nếu đạt được thành tích này, Black Adam sẽ là bộ phim hiếm hoi vượt mốc 50 triệu đô la Mỹ trong tuần đầu công chiếu tại Mỹ. Nhiều phim phát hành sau tháng 7 không đạt doanh thu cao như kỳ vọng, vì vậy các rạp chiếu tại Mỹ đều hy vọng Black Adam sẽ tạo cú hích lớn, thu hút khán giả trở lại rạp nhiều hơn. Trên trang đánh giá phim CinemaScore, Black Adam đang nhận được xếp hạng B+. Đây là tín hiệu lạc quan cho một nhân vật siêu anh hùng mới ra mắt khi có thứ hạng tương đương với hai phim siêu anh hùng khác của Marvel là Doctor Strange in the Multiverse of Madness và Thor: Love and Thunder.